Hello, xin chào tất cả anh chị em đã đến với kênh của Nguyễn Huy Ruby, thầy trò của Nguyễn Huy Ruby ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Hôm nay quay sơ một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby đợt cuối tháng 11 này, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì anh chị em mua đơn hàng 300k thì bên Nguyễn Huy Ruby sẽ tặng cho anh chị em một túi cám dị 50g. Đơn hàng 500k thì bên Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 2023 nha anh chị em. Thì dòng đầu tiên bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, được mang tên là coi đỏ Gene. Thì coi đỏ Gene combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em ơi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Thì coi đỏ Gene combo 5 cặp 150k nha anh chị em. Số điện thoại Zalo bên em có ghi trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em một dòng cá cực kỳ đẹp được mang tên là dòng Full Gap Blue Air anh chị em. Full Gap Blue Air thì chỉ có 50k một cặp thôi. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 200k thôi, size là size sinh sản luôn. Số lượng cực kỳ nhiều lên chị em ơi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Huy Ruby đợt tháng 11. Cuối tháng 11 này thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi và không tính phí thùng xốp. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng H Blue BDF Bestel anh chị em. H Blue BDF Bestel thì chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 200k thôi, 250k thôi anh chị em. Thì anh chị em thấy cái vây đuôi BDF cực kỳ đẹp không? Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. H Blue BDF Bestel lẻ 60k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 250k thôi anh chị em ơi, cực kỳ đẹp luôn. Thì số điện thoại Zalo bên em có ghi trên góc phải màn hình, anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh các cạnh Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng coi Get E tiện giống. Coi Get E tiện giống thì lẻ là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 360k thôi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị luôn. Size là size sinh sản luôn anh chị em. Chống máy đều lên tay, bơi cực kỳ đẹp luôn. Thì đặc thù của dòng coi Get E này á, thì lúc nào con cá mái sang cá mái nó cũng sẽ bự hơn cá trống nha anh chị em. Coi Get E tiện giống chỉ có 80k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 360k thôi anh chị em ơi. Thì đợt này bên em có cập nhật các dòng cá lóc vây xanh. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video, bên em sẽ cập nhật và báo giá các dòng cá lóc vây xanh cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng đỏ BDS Hormone nha anh chị em. Rồng đỏ BDS Hormone lẻ là 70k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi, size là size sinh sản luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm nha anh chị em. Rồng đỏ BDS Hormone lẻ 70k một cặp, combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi, size là size sinh sản, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Đây là cá mái con rồng đỏ BDS Hormone nè anh chị em. Thì bên em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Huy Ruby cực kỳ đơn giản cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh của Nguyễn Huy Ruby. Thì chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì bên em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng xanh BDS Latium anh chị em. Rồng xanh BDS Latium thì chỉ có 70k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Rồng xanh BDS Latium Hormone đây nè, xây cá mái cực kỳ đẹp không, chỉ có 70k một cặp, combo 5 cặp thì chỉ có 300k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là một dòng cá cực kỳ đẹp được mang tên là Dumbo Panda. Dumbo Panda thì chỉ có 80k một cặp thôi anh chị em ơi, xây là cực kỳ rẻ luôn. Dumbo Panda 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 300k thôi. Đợt này bên em cập nhật các dòng cá quốc dân và các dòng combo cực kỳ rẻ, cực kỳ xịn cho anh chị em chơi luôn. Dumbo Panda 80k một cặp, combo 5 cặp thì là 300k. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Dumbo Big Air Latium tiện giống. Dumbo Big Air Latium tiện giống thì chỉ có 80k một cặp thôi anh chị em ơi.
Anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 360k thôi nha. Xây cá cực kỳ đẹp luôn, giá cực kỳ rẻ luôn. Lẻ 80k một cặp, combo 5 cặp thì là 360k. Lưng full Latium tay bơi xanh đậm cực kỳ đẹp luôn. Dumbo bit Latium tiện giống anh chị em. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Xây là xây tơ nha anh chị em, xây tơ dễ ghép đẻ sinh sản luôn. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là Blue Tarzan. Blue Tarzan thì combo 5 cặp cũng chỉ có 150k thôi anh chị em ơi. Size là size sinh sản, số lượng cực kỳ nhiều luôn, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Blue Tarzan combo 5 cặp chỉ có 150k thôi anh chị em ơi, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em các dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby đợt tháng 11 này, cũng như một số chương trình siêu khuyến mại siêu đãi dành tặng cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng, dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp được mang tên là lóc vây xanh nha anh chị em. Lóc vây xanh thì bên em bán cho anh chị em chơi là 90k một con. Thì anh chị em thấy vây xanh cực kỳ đẹp không? Tay bơi là tay bơi bướm luôn, anh chị em bắt chống mái cứ liên hệ bên em sẽ để giá tốt cho anh chị em. Lóc vây xanh thì cuối video bên em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua. Xin chị em để một lượt like, một lượt bình luận, một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh để kênh cá cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ kênh Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.